Nha khoa niềng răng uy tín. Các bạn sẽ quan tâm đến những cái chủ đề như là liệu ở đâu thì chúng ta sẽ nên làm về vấn đề niềng răng. Bác sĩ Cường sẽ gợi ý cho các bạn 4 cơ sở mà chúng ta nên niềng răng nhé. Đầu tiên, đó là một trong những nơi mà các bạn nên ưu tiên niềng răng, đó là khoa nắn chỉnh răng của Viện Răng và Mặt Trung ương. Đây là một trong những cơ sở mà được đầu tư về trang thiết bị, chất lượng và đầu tư về mặt chuyên môn con người rất là đảm bảo. Và nếu mà các bạn ở Hà Nội thì có thể đến Viện Răng Mặt Trung ương Hà Nội. Các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đến Viện Răng Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những cơ sở có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh nha. Ở Hà Nội thì chúng ta có thể đến một cơ sở niềng răng khác rất uy tín, đó là Bệnh viện Việt Nam Cuba. Đây là một trong những cơ sở hàng đầu được thành phố Hà Nội giao đầu ngành về chuyên khoa răng hàm mặt, và họ cũng luôn đi đầu về những công nghệ niềng răng. Đây cũng là nơi mà bác sĩ Cường đã từng công tác và hợp tác đào tạo với rất nhiều chuyên gia đầu ngành. Và thứ hai là các bác sĩ này sẽ cần có thời gian làm việc chuyên sâu về chỉnh nha trên 10.000 giờ. Tại sao bác sĩ Cường nhấn mạnh về yếu tố 10.000 giờ? Vì nó sẽ giúp cho các bạn thay đổi nhiều. Vì mốc 10.000 giờ là mốc mà bác sĩ Cường xác định là một chuyên gia trong một lĩnh vực nếu mà có sự đào sâu nghiên cứu. Và với 10.000 giờ, chúng ta sẽ có thể trở thành chuyên gia trong những lĩnh vực bất kỳ mà chúng ta có sự đào sâu. Trong lĩnh vực chỉnh nha, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh nha thì bác sĩ Cường cũng đã lên kế hoạch cũng như điều trị cho hàng nghìn khách hàng về chỉnh nha. Thì bác sĩ Cường nhận ra rằng khách hàng đến bác sĩ Cường không chỉ được niềng răng mà họ còn được trải nghiệm một cái cảm giác êm ái và dịu dàng trong suốt quá trình niềng răng. Nhiều bạn sẽ nói là niềng răng có thể là đau, có thể là khó chịu, nhưng mà khi mà chúng tôi áp dụng, khi mà bác sĩ Cường cũng như là cùng với các cộng sự của mình áp dụng những công nghệ để mà giúp cải thiện cái quá trình chỉnh nha nhanh hơn, hiệu quả hơn, giảm đau và khó chịu hơn, thì các khách hàng đều để lại những cái điểm 10 chất lượng uy tín. Và các bạn có thể tham khảo những cái hình ảnh về các khách hàng đã được chỉnh nha bác sĩ Cường qua những cái bình luận bên dưới nhé. Và khi mà các bạn thấy được sự thay đổi thì chúng ta sẽ có động lực để mà niềng răng hơn. Thứ ba, nếu các bạn ở Hà Nội thì bác sĩ Cường cũng khuyên các bạn nên đến Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, vì đây là một cơ sở chuyên sâu về nghiên cứu đào tạo lĩnh vực răng hàm mặt, đặc biệt là lĩnh vực về niềng răng hay còn gọi là chỉnh nha. Có rất nhiều đội ngũ các bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên sâu về lĩnh vực niềng răng, và các bạn có nhiều phương án để lựa chọn cũng như để cập nhật nhiều phương án mới. Và thứ tư, các bạn có thể lựa chọn những bác sĩ chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực chỉnh nha. Thì đầu tiên, các bác sĩ này nên là những bác sĩ được đào tạo chính quy về chỉnh nha. Trên đây là 4 địa chỉ mà các bạn có thể ưu tiên. Trong dịp hè này, bác sĩ Cường sẽ có 10 phần quà dành cho các anh chị mong muốn niềng răng sớm nhất. Và hãy để lại bình luận bên dưới để bác sĩ Cường được giúp bạn thay đổi nụ cười nhé. Các bạn có thể nhắn tin ngay cho bác sĩ qua số điện thoại ở bên dưới. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong được đồng hành cùng bạn thay đổi nụ cười. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.